Chào mừng bạn đã đến với buổi tập yoga cho người mới bắt đầu. Bài tập này Uyên đã lựa chọn những tư thế rất đơn giản và dễ tập nhất để giúp chúng ta bắt đầu với bộ môn yoga thật là đơn giản. Và đây cũng sẽ là nền móng vững chắc để chúng ta có thể xây dựng một cơ thể săn chắc và khỏe mạnh. Đồng hành cùng với Uyên ngày hôm nay đó chính là bạn Yến. Yến cũng là người mới hoàn toàn và Yến chắc chắn cũng sẽ mắc những lỗi sai mà chúng ta thường mắc phải. Và chúng ta hãy nhìn vào Yến được Uyên chỉnh sửa như thế nào để chúng ta cùng nhau khắc phục nhé. Để bắt đầu, chúng ta ngồi về giữa thảm của mình trong tư thế ngồi xếp bằng thoải mái. Mình có thể đưa hai tay này vén hai mông sang hai bên, lắc lắc nhẹ hông để hông cân bằng trên thảm. Rồi từ từ thả lỏng hai tay trên gối, giữ thẳng lưng và nhắm hẳn mắt lại. Chúng ta cùng nhau hít thở chậm vài nhịp để ổn định lại tư thế cũng như là tâm trí của mình. Hít vào thật chậm và thở ra thật chậm. Hãy đưa hơi thở bạn chậm lại hơn nữa. Thả lỏng trán, giãn đôi lông mày, thả lỏng mềm hoàn toàn cơ thể, thả lỏng từ đỉnh đầu cho tới gót chân, thả lỏng từ gót chân cho tới đỉnh đầu. Ngay lúc này, tạm thời gạt bỏ những nỗi quan tâm, những công việc bộn bề, chỉ có chính mình trong giây phút hiện tại. Tâm đang trở về với thân bằng cách chú ý hoàn toàn vào thân. Biến thân là nơi nương tựa duy nhất mà tâm bám vào. Trong giây phút này, tập trung hoàn toàn vào hơi thở của bạn. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Tiếp tục quan sát vào vùng bụng, cảm nhận bụng đang lên xuống nhịp nhàng. Khi hít vào, phình bụng lên như một trái bóng, đẩy căng ra bụng về phía trước. Thở ra chậm chậm rút sâu, rốn vào bên trong, đẩy hết cặn bã ra ngoài. Hít vào, phình căng bụng lên. Thở ra, xẹp bụng xuống. Hít sâu. Thở chậm. Khi chúng ta hít thở, thì đừng gượng ép hơi thở của mình, mà hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên nhất. Chỉ đơn giản là khi hít vào, ta biết mình đang hít vào thật chậm. Khi thở ra, ta biết mình đang thở ra thật hết. Cứ hít sâu thở chậm vài nhịp thở nữa nào. Cứ thả lỏng trán của bạn ra và tận hưởng bầu không khí yên tĩnh, thoáng mát. Rồi, từ đây chúng ta đưa hai lòng bàn tay áp chạm vào nhau, xoa nóng lòng bàn tay, hít thở sâu. Xoay nhanh và mạnh hơn nữa, cảm nhận lòng bàn tay đang ấm dần lên. Đưa hai tay áp chạm vào mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa vào mắt của bạn, thật thư giãn và dễ chịu. Chậm chậm đẩy hai tay ra xa, chớp chớp mắt, mắt nhìn lòng bàn tay. Chắp hai tay lại, chúng ta cúi đầu chào nhau. Namaste. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tập nhá. Hai tay của mình chống ở ngang hông, chống bằng các đầu ngón tay ạ. Dựng cái lòng bàn tay của mình tách khỏi thảm, đúng không ạ? Sau đó chúng ta lân hai tay ra xa một chút. Rồi, hít vào duỗi thẳng lưng hướng đỉnh đầu lên. Thở ra nghiêng đầu sang bên trái. Lúc này chúng ta sẽ có xu hướng là cúi đầu về phía trước, đúng không ạ? Chúng ta chỉ nghiêng thôi nhá. Rồi, nghiêng. Đúng rồi. Tức là mình sẽ nghiêng trên một mặt phẳng. Khi mà tập những tư thế nghiêng, nghiêng cổ hay nghiêng lườn, chúng ta cũng đều nghiêng trên một mặt phẳng,
đúng không ạ? Rồi lần hai tay ra xa hơn nữa, cảm nhận sự kéo căng, nhấn chì hai vai xuống, đó, giữ ở đây, 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào, nâng đầu lên, thở ra nghiêng đầu sang bên phải, nghiêng chậm và cảm nhận. Đúng rồi, chúng ta sẽ cảm thấy toàn bộ cái cổ bên trái này của mình đang được kéo giãn, nhấn cái vai bên trái xuống, giữ ở đây nào, 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào, nâng đầu lên. Bây giờ xoay mắt nhìn sang bên trái, rồi thở cúi đầu xuống, mắt nhìn vào nách bên trái ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cúi nha, xoay nào, xoay ánh nhìn sang bên trái, sau đó cúi xuống. Đó, đúng rồi, mình sẽ cảm nhận được cơ cổ chéo bên phải đang được kéo giãn. 5 nhịp thở ở đây, 5, 4, 3, cúi xuống một xíu nữa nào, 2 và 1, hít vào, nâng đầu về giữa, xoay mặt sang bên phải, rồi thở cúi đầu xuống, mắt nhìn vào nách bên phải, cảm nhận sự kéo giãn của cơ cổ chéo bên trái. 5 nhịp thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào, nâng đầu về giữa. Từ đây giữ nguyên tay trái của mình, tay phải áp sát mang tai, hướng lòng bàn tay sang bên trái nào, với cao tay, thở bình tĩnh, trượt tay trái ra xa, chậm chậm, trượt tay trái ra xa, trùng khuỷu tay lại và nghiêng mình sang trái. Đúng rồi ạ. Chúng ta thả lỏng vai bên dưới xuống nào. Đó, như bạn Yến vừa nãy là đang bị rụt vai như thế này, tức là rụt vai lên, thì mình sẽ phải hạ cái vai xuống nhá, thả lỏng vai bên dưới xuống, đưa cái khuỷu tay hướng vào bên trong một chút. Rồi, thả lỏng vai nào, nhấn chắc mông bên phải xuống và nghiêng sâu, hơi hướng mắt nhìn lên. Đó, mắt nhìn về phía chóp mũi của mình đi nào, thả lỏng trán ra. Giữ ở đây, 5 nhịp, 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào, nâng người lên, hai tay vươn cao, áp sát bằng tay, tay phải đặt xuống thảm đã, lân tay phải ra xa và chậm chậm trùng khuỷu tay phải nghiêng mình sang phải, tay trái áp sát mang tay kéo căng, nhấn cái hông bên trái xuống không bênh. Giữ ở đây, hai cái chân của mình cứ thả lỏng ra nhá, để một cách tự nhiên, thả lỏng gối, 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào, nâng người lên, hai tay vươn áp sát mang tay, thở ra nghiêng mình sang bên trái, chậm chậm hạ tay trái xuống, sau đó trùng khuỷu tay và nghiêng. Đúng rồi ạ, nhấn cái hông bên phải xuống nào, mắt nhìn lên. Ok, kéo căng tay bên phải, nghiêng sâu, hít thở chậm ở đây, 5 nhịp, 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào, nâng người lên, hai tay vươn áp sát bằng tay. Nào, hơi đẩy tay về phía sau một chút, đúng rồi ạ, thả lỏng vai xuống, thở, đặt tay bên phải xuống và nghiêng mình sang phải. Rồi, lúc này Yến đang bị ép vai nhá, mình có thể đưa cái tay phải ra xa hơn nữa nào. Đúng rồi, sau đó trùng kiểu tay lại, nghiêng. Còn nếu như chúng ta bị đưa cái khuỷu tay sát lại phía hông thì chúng ta rất dễ bị rụt vai. Ok, đẩy lồng ngực của mình lên, giữ ở đây, 5 nhịp, 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào, nâng người lên, hai tay vươn áp sát mang tay, hơi đẩy nhẹ tay về phía sau. Đó, để mở cái lồng ngực của mình lên. Thở, xoay cơ thể sang bên trái, rồi tay phải đặt gối trái, tay trái đưa về sau lưng. Bắt đầu cả lớp nhìn em nhá. Bây giờ chúng ta này, hít vào này, duỗi cái lưng của mình thẳng lên, hướng lên trần đã, kéo dài cổ sống, rồi thở, nhấn chặt các ngón tay bên trái xuống thảm, rồi chúng ta xoay, nhấn một lực mạnh, xoay cái vai. Đó, tay bên phải không nắm gối kéo lên đâu, mình hạ cái gối xuống, thả lỏng nào, mắt nhìn về phía sau lưng tối đa, không đổ người, giữ ạ, rất tốt.
Hít vào, xoay về giữa, hai tay vươn áp sát mang tai, kéo dài cột sống. Thở, xoay cơ thể sang bên phải, tay trái nắm gối phải, tay phải đưa về sau lưng, duỗi cái cột sống của mình thẳng lên đã, rồi mắt nhìn về sau tối đa. Tay bên phải nhấn một lực xuống thảm nào, xoay vai nhiều hơn. Đúng rồi. Lặp lại một vòng nữa. Hít vào, xoay về giữa, hai tay vươn cao, áp sát mang tai. Thở, xoay trái, vặn xoắn. Cứ bình tĩnh đặt tay, duỗi cái lưng và vặn về phía sau. Mắt nhìn về sau nào. Hít vào, xoay về trước, hai tay vươn cao. Thở, xoay phải, vặn xoắn. Xoay cổ, mắt nhìn về sau. Vòng cuối, hít vào, xoay về giữa, hai tay vươn cao. Thở, xoay trái, vặn xoắn. Mắt nhìn về sau, giữ ở đây. 5. Mỗi nhịp thở ra, mình lại xoay vai thêm một chút. 4 3 2 và 1. Hít vào, xoay về giữa, hai tay vươn cao. Thở, xoay phải, vặn xoắn. Nào, thả lỏng cái gối xuống không bênh. Đúng rồi. Giờ đây giúp Uyên. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, xoay về trước, hai tay vươn cao. Thở, mình hạ tay xuống. Bây giờ chúng ta sẽ đưa lòng bàn chân áp chạm vào nhau, mở hai gối sang hai bên. Lòng bàn chân đây đây đây, lòng bàn chân này áp chạm vào nhau, đúng không ạ? Rồi, mở hai gối sang hai bên, hai tay đan lấy chân, duỗi cái lưng thẳng nào, mắt nhìn thẳng về phía trước. Sau đó chúng ta rung hai gối lên xuống nhịp nhàng, tư thế cánh bướm. Cứ thả lỏng cái hông của mình ra, thả lỏng chân. Nếu mình cảm thấy căng quá, đưa hai chân về phía trước một chút. Đó, thành hình con thoi. Tiếp tục rung lên xuống nhịp nhàng. Giãn mềm cho hông, chân và khớp háng của mình. Khi chúng ta mới bắt đầu là mình hãy khởi động cho cơ thể mình thật là kỹ, linh hoạt các khớp ra, mềm dẻo ra. Thì chút nữa chúng ta tập tư thế nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? 5 nhịp thở nữa nào. 5 4 3 2 và 1. Rồi, bây giờ chúng ta duỗi thẳng hai chân về phía trước. Mình có thể xoay dọc thảm nhá, xoay dọc thảm. Duỗi hai chân về phía trước, rung hai chân lên xuống nhịp nhàng. Mạnh mẽ, rung hai chân lên xuống. Đúng rồi. Đúng là với những chị em mới nhìn lúc nào cũng có sự ngượng ngượng, đúng không ạ? Lên xuống nào. Cứ mỉm cười tự nhiên đây, cả lớp mình cứ mỉm cười nhẹ nhàng. Rồi, bây giờ co chân bên trái lại, co chân bên trái lại. Giữ nguyên chân phải, co chân trái nào. Hít vào, hai tay vươn lên cao, áp sát mang tai. Rồi từ đây thở, đưa hai tay nắm vào bàn chân trái. Sau đó mình nâng chân trái lên, từ từ, từ từ. Nào, đến cái vị trí mà mình cảm thấy rằng là căng căng ở kheo chân rồi. Kheo chân là cái gì? Kheo chân là cái phía đùi dưới này. Rồi tiếp theo là phần bắp chân bên dưới của mình căng, căng chưa Yến? Căng rồi đúng không? Căng rồi giữ nguyên. Còn nếu mình cố gắng nâng chân lên cao nữa là lưng của mình sẽ bị gù như thế này này. Vai của mình sẽ bị ôm về phía trước và ôm lấy cái lồng ngực. Thì nó sẽ bị cong lưng và nó sẽ không tốt cho vùng lưng của mình một chút nào hết. Thì chúng ta sẽ trùng gối lại, duỗi cái lưng ra. Động tác này nghĩa làm sao? Chúng ta giãn được cái phía kheo chân của mình là được nhá. Cứ thả lỏng trán, mắt nhìn về phía trước và nhắm mắt lại. Quan sát cơ thể của mình đang căng ở đâu, đang giãn ở đâu. Hít sâu và thở chậm ở đây. 5 nhịp thở đều. 5 4 3 2 và 1. Rồi, đưa chân trái xuống, duỗi toàn bộ chân trái về phía trước và đổi bên, chân phải co. Hít vào, vươn hai tay áp sát mang tai, dài cột sống đã. Thở, đưa hai tay nắm bàn chân bên phải. Bình tĩnh, nâng chân phải lên thật chậm thôi. Thật chậm nào. Rồi, bắt đầu có xu hướng là mình bị rụt vai ở phía trước rồi. Trùng gối lại, đẩy ngực lên. Giữ ở đây giúp Uyên.
cứ thả lỏng trán và nhắm mắt lại, cảm nhận tư thế đang được căng giãn. Hít sâu và thở chậm. Hãy quan sát vào hơi thở của mình. Mỗi nhịp thở ra, mình có thể hơi nâng chân lên một chút thôi, tính bằng mili đấy ạ. 5 nhịp thở. 5 4 3 2 và 1. Rồi, trùng gối, hạ chân xuống. Rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ co hai chân về sau, chống hai tay về trước, tư thế cái bàn. Yến có thể xoay mặt về phía này nhé. Hai tay của mình mở rộng bằng vai và hai chân mở rộng bằng hông. Ở đây là khoảng cách chân của Yến đang bị rất là bé. Yến nhìn không? Tức là hai chân của em phải mở rộng bằng hông. Đúng rồi, mở rộng bằng hông. Chống bằng các đầu ngón chân nào. Hai tay chống sát lại phía chân một chút nữa. Rồi, xòe căng các đầu ngón tay và bám xuống thảm. Rất tốt. Cái nền móng của mình khi mà chúng ta chạm xuống thảm, nó phải chắc chắn, nó phải vững, thì mình mới có thể tập tư thế tốt được. Ok, hít vào này, bình tĩnh, võng cái thắt lưng xuống, vảnh mông lên, đẩy ngực vươn cằm. Không cần phải ngửa quá nhiều nhá, hơi thu cằm lại một chút nào. Đó, giãn cái gáy của mình ra. Tức là khi mà lưng của mình hạ xuống thì cằm hơi vươn lên một chút là được. Rồi thở này, cuộn cái lưng lên cao, rút rốn lại, mắt nhìn rốn, thu cằm lại hõm cổ, cuộn cái mông xuống, đúng không ạ? Hít vào, võng lưng xuống, đẩy hông, đẩy ngực vươn cằm lên. Cứ chậm rãi chuyển động cuộc sống của mình, nhịp nhàng. Nhắm mắt lại nhá, cảm nhận tư thế nào. Thở ra, cuộn lưng lên cao, mắt nhìn rốn, thu cằm lại. Hít sâu, võng lưng xuống, đẩy hông, đẩy ngực vươn cằm. Rồi, thở ra, cuộn lưng lên cao, mắt nhìn rốn, thu cằm lại. Hít vào, võng lưng xuống, đẩy hông, đẩy ngực vươn cằm. Nhấn cái vai xuống và vươn cằm lên. Thở, cuộn lưng lên cao, mắt nhìn rốn, thu cằm lại, ngực tách xa khỏi thảm nhiều. Đấy, mình bắt đầu mình có xu hướng nào, giống như có ai đó đang nhấn cái ngực này mình đẩy lên cao. Đó, như thế. Hít vào, võng lưng xuống, đẩy hông, đẩy ngực vươn cằm. Thở ra, cuộn lưng lên cao, mắt nhìn rốn, thu cằm lại. Một vòng nữa. Hít vào, võng lưng xuống, đẩy hông, đẩy ngực vươn cằm. Cứ bình tĩnh nào, võng lưng xuống nữa. Đó, thở, cuộn lưng lên cao, mắt nhìn rốn, thu cằm lại. Rất tốt. Hít vào, duỗi thẳng lưng về tư thế cái bàn. Thì ở đây nhá, chúng ta không có võng lưng xuống nữa. Rất là nhiều chị em trong tư thế này sẽ bị sập vai, tức là vai của mình sẽ hõm hẳn xuống. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải đúng rồi, nhấn chắc tay, đẩy cái vai lên. Vai không có vùng hõm này đâu ạ, đẩy nó lên. Đúng rồi. Mông này, cuộn nhẹ xuống, siết cơ bụng giữ ở đây. Từ đây, hít vào, trượt chân trái về phía sau, chống bằng các đầu ngón chân. Rất tốt, đạp căng chân, thẳng chân nào. Tay phải của mình đặt về phía trước, chống bằng các đầu ngón tay về phía đầu thảm. Ok. Hít sâu này, gồng chắc cơ bụng của mình lại. Bình tĩnh, nâng tay và chân lên. Các ngón tay của mình xòe căng. Đúng rồi, úp xuống. Duỗi mũi chân ra. Siết cơ bụng lại, đẩy cái vai bên trái lên cao. Thở, hạ xuống. Chống bằng các đầu ngón tay thôi. Hít hai, nâng lên. Chúng ta sẽ có xu hướng sập vai như Yến đấy. Đẩy cái vai bên này lên nào. Đúng rồi, thở, hạ xuống. Hít ba, lên. Rất tốt. Thở, xuống. Hít bốn, lên. Vai nào, đẩy lên. Thở, xuống. Lần cuối, hít năm, lên. Gồng chắc giữ ở đây. 5, vai lên nào. 4, 3, 2, 1. Và thở, hạ xuống. Quá tốt luôn. Giữ nguyên chân bên trái nhá. Hít vào, nâng tay phải hướng lên trần. Xoay vai, mở ngực mắt nhìn lên. Đúng rồi, hướng cái lòng bàn tay về phía tường này nào. Xoay lòng bàn tay. Đó, xoay cái vai ra thì mình sẽ cảm thấy nó đúng chiều hơn đúng không? Thoải mái hơn. Nhấc cao vai bên trái lên. Thở ra, luồn tay phải,
qua bên trái, hạ vai và đầu xuống. Luôn nó sang. Đúng rồi, hạ vai đúng giữa thảm luôn. Ở đây thì Yến đang có một lỗi sai, đó chính là hạ vai sát chân quá. Mình có thể đưa cái vai xa hơn, đưa vai về phía trước. Đúng rồi, duỗi cái cổ ra em. Đúng rồi, dài cái cổ của mình hạ xuống, rất tốt nha. Thả lỏng vai và giữ ở đây. Hít sâu và thở chậm. Nếu tốt hơn nữa, bạn có thể vươn tay trái lên trần. Ok, mở cái vai ra, đổ sang bên phải. 5 nhịp thở thôi. 5, hãy tìm ra một vị trí mà mình cảm thấy vai và cổ thoải mái nhé. 4, 3, 2, 1. Chống tay trái xuống ngang mặt. Bình tĩnh, nâng người lên. Thu chân bên trái về, tư thế cái bàn. Nào, hai gối lại bắt đầu sát sát vào nhau rồi. Mở rộng bằng hông nha. Hai chân này tách ra một xíu, mở rộng bằng hông. Hít vào, đẩy cái vai lên. Bình tĩnh, chân phải đưa về phía sau, chống bằng các đầu ngón chân. Trên bên trái cũng ký mũi chân luôn, để cho nó ổn định tư thế chắc chắn này. Tay trái đưa về phía trước, chống bằng các đầu ngón tay. Siết cơ bụng, đẩy vai lên. Hít vào, bình tĩnh, nâng tay và chân lên. Đúng rồi, siết cơ bụng, đẩy vai lên nhá. Thở ra, hạ xuống, mũi tay chạm thảm. Hít hai, lên. Thở xuống. Hít ba, lên. Thở xuống. Hít bốn, lên. Nâng cao tay hơn nữa nào. Thở xuống. Lần cuối, hít 5, lên. Gồng chắc, đẩy vai lên nào. Giữ 5, 4, 3, 2, 1. Và thở ra, hạ xuống. Giữ nguyên chân bên phải của mình. Hít vào, nâng tay trái hướng lên trần. Mắt nhìn theo tay. Nào, bàn tay đâu? Xoay về phía trước, đúng rồi. Mắt nhìn lên nào. Mắt nhìn hẳn lên trần, được không? Giữ, xoay vai mở ngực, nâng cái hông của mình lên một xíu. Đẩy cái lồng ngực về phía trước. Xốc cái vai bên phải lên. Đúng rồi, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi thở luôn tay trái qua bên phải. Hạ xa cái vai ra, xa cái vai ra nào. Lại bị hạ thấp rồi, mình xa vai ra. Xa nữa. Rồi. Ở đây nhá, mình hạ được đến vị trí này đã là rất tốt rồi. Dài cái cổ và hạ xuống. Tìm một vị trí mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Sau đó tốt, nâng tay phải hướng lên trần và đổ sang bên trái. Mở vai, mở ngực. Cảm thấy căng cổ không? Có đúng không? Thì mình hạ cái mặt xuống. Không cần phải gồng đúng không nào? Mình cứ hạ chạm má nhá, áp xuống thảm, không việc gì phải gồng ạ. Giữ ở đây, 5, 4, 3, 2 và 1. Chống tay bên phải xuống. Bình tĩnh, nâng người lên. Trở về tư thế cái bàn. Sau đó chúng ta tìm cách nằm ngửa ra thảm luôn. Mình nằm ngửa ra thảm luôn. Một tư thế nữa rất là tốt cho toàn bộ cơ thể của mình, đặc biệt là vùng thân dưới, tư thế cây cầu. Hai tay xuôi theo thân, bám lòng bàn tay xuống thảm. Hai chân này co lại, bàn chân co lại gần phía mông, cách mông một bàn chân thôi. Yến có thể là mở rộng hai chân nữa. Yến hay có xu hướng đó. Mỗi chị em sẽ có một lỗi sai mà mình hay mắc nha. Yến là có lỗi sai lúc nào cũng thế, cứ sát hai gối với nhau. Thì mình sẽ ý thức này, hai chân lúc nào cũng mở rộng bằng hông, đúng không ạ? Đó. Hít vào này, gồng cơ bụng, thả lỏng vai ra em. Không việc thì phải gồng, thả lỏng vai ra. Hít, gồng cơ bụng, cơ đùi, cơ mông. Bình tĩnh, nâng hông lên. Thật chậm, thật chậm. Rất tốt. Và lúc này chúng ta sẽ có xu hướng không có siết cơ bụng đâu, mà mình sẽ phải gần gồng lại. Ok. Nâng cái hông đến vị trí ngực, hông và đầu gối trên cùng một đường thẳng như thế này là quá tốt. Siết hai mông lại, cảm nhận hai mông lớn khép lại với nhau. Và hai gối của mình cũng hơi khép lại một chút. Cảm nhận sự căng hơn. Thở, hạ xuống thật chậm. Rất tốt. Hít vào, nâng lên. Gồng chắc bụng, nâng. Hơi khép nhẹ hai gối lại.
thở xuống. Hít ba lên. Thở xuống. Hít bốn lên. Xếp cơ bụng lại nào. Thở xuống. Hít năm lên. Lên cái, xiết mông. Thở xuống. Lần cuối hít 6 lên. Và mình giữ ở đây 5 nhịp. Hít sâu và thở chậm. Đó, cả nhà đã cảm thấy thế nào rồi? Cơ thể cũng linh hoạt hơn và khỏe hơn rồi đúng không? Giữ ở đây 5 4 3 2 và 1 rồi thở ra hạ xuống. Hai tay của mình, hai chân của mình này nâng tách khỏi thảm đi ạ. Hai tay ôm lấy cẳng chân, kéo chân về phía bụng. Thả lỏng vai, nhắm mắt lại và giữ ở đây. Đây là tư thế chúng ta trả lưng. Hít sâu và thở chậm. Tư thế này trông đơn giản như thế này thôi, nhưng nó cũng sẽ giúp cho mình kéo giãn vùng thắt lưng, mông và đùi, giúp cho mình cải thiện vùng đau lưng rất là hiệu quả. Nên với những chị em nào bị đau lưng thì cứ buổi tối thực hiện tư thế này giúp Uyên, đúng không ạ? Rồi, hai tay của mình ra ngang, ngửa lòng bàn tay lên trần, giữ nguyên chân nào, giữ nguyên chân. Hai tay xuôi theo thân một chút. Đó, giữ ở vị trí này. Hít vào. Thở ra, đổ hai gối sang bên trái. Đổ hai gối sang bên trái, hạ hẳn xuống luôn, hạ hẳn xuống. Mắt nhìn sang phải, vặn mình. Thả lỏng mềm cơ thể ra. Mềm mại cơ thể, không bó cứng cái gì cả. Tư thế này là một tư thế thả lỏng, nên là mình cứ thả mềm mại cơ thể ra nhá. Hít vào, nâng hai chân lên. Thở, đổ hai gối sang phải. Mắt nhìn trái, vặn mình. Thả lỏng mềm cơ thể ra nào. Hai chân cũng thả lỏng ra. Tìm một vị trí mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Nhắm mắt lại. Có thể hơi bênh cái vai lên cũng không sao cả. Rồi, bình tĩnh, đưa hai chân lên. Sau đó chúng ta sẽ hạ hai chân về phía dọc thảm. Tư thế thư giãn, hai chân tách rộng ra sát mép thảm của mình. Hai tay xuôi theo thân, ngửa lòng bàn tay lên trần. Lắc lư cơ thể lên xuống và sang hai bên. Tìm ra một vị trí mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Và ở đây chúng ta tiếp tục luyện thở một chút. Hãy thả lỏng cơ thể của bạn. Thả lỏng mềm trán, nhắm mắt lại. Thả lỏng hai tay, để cho các đầu ngón tay co lại tự nhiên. Thả lỏng hai chân, để cho hai bàn chân đổ sang hai bên một cách tự nhiên nhất. Rồi bây giờ chúng ta quan sát vào hơi thở. Hít vào, phình bụng lên. Thở ra, xẹp bụng xuống. Hít sâu. Thở ra. Hít vào, cảm nhận nguồn không khí tươi mát đang đi vào trong cơ thể của bạn. Thở ra, rút sâu, rốn, đẩy hết cặn bã ra ngoài. Hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở chậm. Cứ hít sâu và thở chậm một vài nhịp thở nữa. Khi mà chúng ta hít thở như thế này, mình sẽ rất là nhanh chóng để lấy lại năng lượng của buổi tập. Còn nếu mình thở gấp, thở nông á, là mình sẽ cảm thấy nó đuối. Nhất là trong khi tập mà mình thở rất là nông thì nó sẽ rất là đuối và mình sẽ không có sức để tập luyện. Và vì thế khi mà chúng ta nghỉ ngơi như thế này, mình hít sâu và thở chậm sẽ rất là nhanh, chúng ta điều hòa lại được hơi thở và chúng ta sẽ cảm thấy khỏe khoắn ngay sau buổi tập, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nằm nghiêng sang một bên nào. Nằm nghiêng sang một bên. Lật người nằm nghiêng sang một bên. Ok.
một chân co một chân duỗi, thả lỏng vai. Mình có thể đưa tay bên dưới đó, mình chống vào tai đi ạ. Chống vào tai thì mình sẽ có cách chống là như thế này, là mẫu cho Yến nhá. Đấy. Thường thường thì chân bên trên mình sẽ co lại. Đó, chân bên dưới thì duỗi. Ok. Giữa đó cứ thả lỏng vai ra để cho tư thế ổn định một chút. Ok, chống hai tay và nâng người lên. Ngồi về tư thế xếp bằng. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi đấy. Yến cũng như là chị em thì chắc chắn cũng cảm thấy cơ thể được kéo giãn, linh hoạt hơn và năng lượng hơn đúng không ạ? Và khi chúng ta mới bắt đầu tập luyện ấy, thì có một cái kỹ thuật cực kỳ quan trọng luôn. Đó chính là kỹ thuật siết cơ bụng. Nếu chúng ta muốn có một cái cơ bụng săn chắc và thon gọn giống như Yến, hoặc là giống như Uyên mới sinh xong gần 3 tháng thôi nhưng cái bụng cũng thon được như thế này, thì chúng ta sẽ phải cần phải nắm vững cái kỹ thuật siết cơ bụng này nha. Thì nếu các chị em chưa biết, chúng ta hãy xuống phần comment, Uyên sẽ để link của cái phần hướng dẫn siết cơ bụng ở phía phần comment nhá. Chị em hãy xem ngay và thực hành mỗi ngày, ít nhất là 7 ngày liên tục chúng ta luyện cái kỹ thuật này đi luyện lại. Nó sẽ thành phản xạ tự nhiên, và cứ khi nào rảnh mình siết cơ bụng lại, nó sẽ giúp cho cơ bụng của chúng ta săn chắc và thon gọn hơn rất là nhanh đấy. Còn bây giờ thì Uyên cũng như bạn Yến sẽ chào tạm biệt các chị em ở đây, và hẹn gặp lại chị em ở những